Bạn làm để có nhiều em bé, khiến
biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho các thầy cô giáo có một ngày lễ thật ý nghĩa và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Chúc cho trường Trung học Phổ thông Hậu Lộc 1 của chúng ta luôn là điểm sáng, là cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục tỉnh nhà. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin kính mời các thầy giáo, cô giáo chúng ta về vị trí. Học sinh, chuyển ghế. Thank you.
em